Công việc gì? Thì phải tao hỏi mày công việc gì? Hả? Mày bỏ tao ra đi thế à? Hả? Tao để mày chết đói không? Không, anh không để em chết đói ngày nào, nhưng mà em bây giờ em muốn ra ngoài làm công việc khác. Công việc gì? Tao hỏi mày làm công việc gì? Mày đang ở đâu? Em ở đâu? Em cũng không nói được đâu. Dương Phúc Chiến .com, shop bán nít Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop Dương Phúc Chiến .com ủng hộ mình nhé. Ở đâu? Ai đây ạ? Chiến ơi, anh Chiến ơi. Mày đang đâu? Tao hỏi mày đang ở đâu? Sao mày chặn số tao? Hả? Tại sao mày phải làm thế với tao ấy? Hả? Hả? Tao làm gì sai mày à? Tao để mày chết đói không? Không, nhưng mà... Cái mày không coi ra... Không chọc tao ra gì à? Em đâu, em đi làm, em thiếu mình. Thế bây giờ mày không coi trọng tao, nhưng mà gia đình của mày. Thế bố mày không nghĩ cho gia đình mày à? Vài hôm nữa bây giờ mẹ hỏi tao tao biết trả lời như nào. Chặn số mẹ mày được. Mày không quan trọng ra gì nữa phải không? Công việc gì? Thì phải tao hỏi mày công việc gì? Hả? Mày bỏ tao ra đi thế à? Hả? Tao để mày chết đói không? Không, anh không để em chết đói ngày nào, nhưng mà em bây giờ em muốn ra ngoài làm công việc khác. Công việc gì? Tao hỏi mày làm công việc gì? Mày đang ở đâu? Em ở đâu? Em cũng không nói được đâu. Mày nói luôn mày đang ở đâu, tao đến luôn bây giờ này. Mày biết từ hôm qua đến giờ tao tìm mày từ hôm qua đến giờ không? Hả? Em ở đâu không nói được. Tại sao? Hay có thằng khác bên cạnh à? Mày có thằng khác bên cạnh không? Thì mày đang ở đâu? Mày nói cho tao nghe. Em không nói được. Mày nghe chị thôi. Mày lại. Mẹ. Mày đang ở đâu? Đừng gọi đen nữa. Mày nhờ. Thank you.
mẹ của em rồi. Bố mẹ điện thoại anh rồi. Mẹ cho nó mượn điện thoại này. Kéo có chân bây giờ thì mẹ điện thoại thế này làm sao tán gái này thì cơm thì vừa mới đi xin được tí về thì mẹ hết tán gái hết liên quân hết bắp gì này thành chiến có tí cơm sách về ăn được rồi hỏng mẹ điện thoại thôi quang được rồi. Mẹ có cái ăn điện thoại hỏng nhưng vẫn có cái ăn. Chiến này, Chiến, ăn miếng đi. Chiến, ăn miếng đi. Ăn đi, mà nó ngon. Ngon lắm. Mày vào đây kiếm về. Vàng thịt à? Ăn đi. Ăn lấy thôi ăn đi, mệt lắm rồi. Ăn lấy sức, đi tìm Thảo. Đấy. Ngon lắm. Đấy, đây, đây, anh cầm, trở về đi. Đi về. Lên phố thế. Lên phố đấy. Lên chỗ quán phở ngày hôm qua ấy. Anh Chiến. Đi lên chỗ quán phở ngày hôm qua bà kia bảo ấy. Đi. 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 Về nào. Mày đi à? Mày phải đi chứ mày phải đón được nó về chứ. Đi. Làm miếng. Anh bực rồi nhờ đi ra nơi khác đi. Thế thì em cho em miếng, cho em miếng thì mẹ đã đói rồi. Ăn đi. Xin mẹ. Mẹ thịt ngon này không ăn.